Mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái món ăn, đó là món đậu hũ trứng cà chiên. Thì cái món này trông rất là đơn giản. Cái món này vừa chiên vừa xào đó mọi người. Nhìn trông rất là ngon và đơn giản, dễ làm, nhanh gọn lẹ. Ăn trông rất là có dinh dưỡng nha mọi người. Rồi mọi người muốn biết mình làm cái món này như thế nào thì mọi người hãy cùng mình để vào bếp làm ngay cái món đậu hũ trứng cà chiên này. Rồi mọi người ơi, còn chần chờ gì nữa mà không vào bếp cùng mình để làm ngay cái món đậu hũ trứng cà chiên xào như thế này, ăn nha mọi người. Rồi bây giờ để vào bếp làm ngay cái món này cùng mình nha mọi người. Hi, kênh Vlog Bi Nấm xin chào mọi người. Hôm nay mình làm một cái món ăn, đó là món đậu hũ cà chua trứng với hành lá nha mọi người. Thì cái món này trông rất là đơn giản, dễ làm, nhanh gọn lẹ nhưng mà ăn rất là ngon và đầy đủ cái vị. Mình ăn nó rất là, nó làm cho mình rất là ngon và không bị ngấy nha mọi người. Thì trước tiên mình nói sơ qua để cho mọi người biết cái món của mình làm ha. Thì trông rất là đơn giản luôn. Thì trước tiên mình có chuẩn bị là trứng nè, với 6 miếng đậu hũ và cà chua, hành lá, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn những cái nêm nếm thì một chút nữa mình nấu mình sẽ giới thiệu sâu để cho mọi người biết ha. Rồi thì cái món này mình đã chuẩn bị nguyên liệu ra đây hết rồi và đầy đủ ở đây hết rồi mọi người. Bây giờ mình bắt tay vào để mình làm cái món này thì mình phải trước tiên đi rửa cà và đập trứng, cắt đậu, rửa hành. Rồi mọi người cùng mình để vào bếp làm ngay cái món này ăn nha. Trông rất là đơn giản mà ngon mọi người. Mình cũng chưa biết đặt cái tên cái món này là gì, mình chỉ biết là nói là cái món đậu hũ trứng cà thôi mọi người. Rồi bây giờ vào bếp thôi mọi người. Sau khi mình đã rửa sạch những cái nguyên liệu trưng bày ra đây hết rồi, bây giờ mình đem cái đậu hũ và cà mình đi cắt với hành và sau đó thì mình đập trứng để làm cái món này nha mọi người. Và bây giờ mình đem cà hành vào mình cắt nha mọi người. Đây, trước tiên mình cắt hành. Thì cái hành này mình cắt khúc nha mọi người. Mình cắt làm đôi ra. Rồi mình đã cắt xong. Bây giờ mình cho vào cái đĩa. Hành vào cái đĩa. Rồi bây giờ mình cắt cà. Rồi bây giờ mình cắt cà nha mọi người. Mình cắt cà miếng miếng, hạt lựu. Mình cắt cho hết ba trái cà này nha mọi người. Sau đó thì mình đi cắt đậu. Cà thì mình cắt kiểu như vậy nha mọi người. Hạt lựu to to nha mọi người. Cái món này ăn trông rất là ngon luôn mọi người. Nói chung là mình cố gắng để làm những cái món đơn giản và ngon nhất có thể mang đến cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Đây mình đã cắt xong, bây giờ mình cho vào cái đĩa. Mình cho cà vào đĩa. Tiếp tục cắt đậu hũ. Đậu hũ thì mình cắt miếng nha mọi người. Mình cắt khoảng 4 miếng. Mình cắt miếng vuông vuông như vậy nè mọi người. Rồi bây giờ mình cắt cho hết cái đậu hũ này nha mọi người. Chuẩn bị cái này. Bây giờ mình cho đậu hũ vào nha mọi người. Mình cho hết đậu hũ vào đây. Rồi mình đã cắt xong đậu hũ. Rồi bây giờ mình đập trứng vào cái đậu hũ nha mọi người. Mình sẽ cho 3 trứng vào cái đậu hũ. Mình dùng 3 trứng thôi mọi người. Khi đậu hũ nhiều thì mình cho trứng nhiều, đậu hũ vừa thì mình cho vừa. Rồi bây giờ mình trộn đều cái trứng lên. Mình đánh trứng ở bên ngoài, mình đổ vào bên đây thì nó không bị nát đậu. Đây, đổ trực tiếp vào đây thì mình khuấy nhẹ nha mọi người. Khuấy mạnh quá thì đậu hũ của mình sẽ bị nát. Mình chỉ khuấy nhẹ để cho cái trứng nó tan ra với đậu hũ nha. Thôi bây giờ mình lắc để cho cái đậu hũ mình không bị nát nha mọi người nha. Rồi vậy là cái đậu hũ trứng đã xong rồi. Bây giờ mình đem cái đậu hũ trứng này đi chiên. Bây giờ mình pha cái nước sốt nha. Thì mình có chuẩn bị cái chén, mình cho một ít tương ớt vào và một ít hạt nêm. Mình cho một ít bột bắp vào. Nước sốt của mình trông rất là đơn giản thôi mọi người, không có cầu kỳ nhiều. Mình cho một ít nước lọc vào như mọi người, là khuấy đều. Vậy là mình đã có một cái gia vị nước sốt trông rất là đơn giản.
không có nhiều gia vị lắm và cũng không có cầu kỳ lắm mọi người, chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ mình khuấy đều, vậy là xong nha mọi người. Sau khi mình đã chuẩn bị những cái nguyên liệu và rửa sạch, làm sạch và cắt cho ra đây hết rồi mọi người, bây giờ mình quay sơ qua lại cho một lần nữa cho mọi người cùng biết cái món này mình làm nha. Và mình có hành, hành thì mình đã cắt khúc, cà thì mình cắt miếng hạt lựu to, với trứng và đậu hũ thì mình cũng đánh tan và cho vào đây. Đây là một cái chén nước sốt để làm cái món trứng cà đậu hũ này nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người cùng mình để làm ngay cái món này ăn nha mọi người. Cái món này trông rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon nha mọi người nha. Mọi người ơi, thì sau khi mình bắt cái chảo lên, mình còn bấm lò rồi, chảo thì cũng đã nóng rồi. Rồi bây giờ mình cho dầu ăn vào nha. Mình chán cái dầu ăn ra cho cái chảo của mình không chiên không bị dính. Mình cho trứng và đậu hũ vào chiên nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắp từng miếng đậu hũ vào trước. Rồi sau đó thì mình tiếp tục cho trứng nha. Mình cho hết cái đậu hũ này vào cái chảo. Mình chiên cho cái đậu hũ ngấm trứng vào và vàng lên là được nha mọi người. Rồi trứng mình chiên thì mình còn lại một ít trứng. Bây giờ mình cho vào luôn nha. Mình cho hết cái trứng này vào và sau đó thì mình đảo đều. Cái món đậu hũ trứng chiên này trông rất là ngon luôn mọi người. Mình đảo đều để cho trứng thấm đậu hũ nha mọi người. Đậu hũ với trứng của mình thì cũng đã sang lại rồi, ở trong rất là ngon và thơm. Mình cho một ít đậu hành vào nha. Đảo để cho cái đậu hành này nó làm cho cái đậu hũ của mình thơm hơn. Bây giờ mình để cho nó vàng thêm một ít nữa, rồi sau đó thì mình cho cà vào nha mọi người. Đậu hũ với trứng ăn trông rất là ngon luôn mọi người. Rồi bây giờ mình cho cà vào nha mọi người. Mình cho hết cái cà này vào. Và sau đó thì mình trộn đều lên. Nhìn trông rất là ngon và màu sắc trông rất là đẹp luôn mọi người. Món ăn không hẳn là ngon nha mọi người, mà còn phải đẹp mắt. Và một cái nghệ thuật để nấu ăn sao cho nó ngon. Và với trang trí để sao cho nó đẹp nha. Rồi bây giờ mình đảo đều để cho cái cà nó hơi mềm tới. Sau đó nữa thì mình cho cái nước sốt hồi nãy mình pha, mình cho vào. Và có một cái chảo trứng đậu hũ cà chiên nha mọi người. Rồi cà của mình thì cũng đã mềm tới rồi. Bây giờ mình cho cái chén nước sốt vào đây luôn. Mình cho hết cái nước sốt này vào. Mình trộn đều lên. Sau đó mình đảo đều lên. Mình đảo nhẹ tay, mình đảo mạnh quá thì cái đậu hũ của mình nhiều khi nó sơ ý nó bị nát nha mọi người. Mình sẽ đảo bằng đũa nhẹ tay. Vậy là mình đã có một cái món đậu hũ trứng cà trông rất là thơm ngon. Thì cũng đã chín tới rồi. Mình tắt lò, mình cho cái hành lá vào nha mọi người. Ngon quá mọi người ơi. Cái vị ăn rất là vừa ăn và đậm cà rất là ngon. Rồi bây giờ mình tắt lò nha mọi người. Mình cho cái hành lá vào nha mọi người. Và màu sắc rất là tươi. Màu xanh của hành lá và màu đỏ của cà, màu vàng của trứng, màu trắng của đậu hũ. Nhìn trông rất là ngon và hấp dẫn với mọi người. Rất là thơm luôn. Cái món này ăn trông rất là hao cơm nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái này xuống dưới và mình múc ra đĩa để mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Rồi bây giờ mình trộn nhẹ cái hành lên nha mọi người. Cái hành lá này mình chỉ cho vào cái khúc cuối cùng là mình tắt lò, mình cho vào rồi mình trộn nhẹ lên là cái hành lá cũng chín nha mọi người. Mình đừng có để cái hành lá nó chín quá, nó không có ngon nha mọi người nha. Rồi vậy là mình đã có một cái chảo đậu hũ trứng cà chiên trông rất là ngon. Rồi bây giờ mình cho ra đĩa thôi mọi người à. Mình có chuẩn bị cái đĩa. Bây giờ mình múc cái món đậu hũ trứng cà của mình ra đĩa nha mọi người. Rồi sau khi cái chảo đậu hũ trứng cà của mình đã nhắc xuống rồi, bây giờ mình múc vào đĩa nha mọi người.
Mọi người thấy cái món này như thế nào? Nhìn có hấp dẫn và ngon không mọi người? Nhìn là kích thích vị giác luôn đó mọi người. Chỉ cần nhìn thôi là cũng đã thèm rồi thôi mọi người ha. Rồi bây giờ mình múc cho hết cái trứng này ra đĩa nha mọi người. Nhìn trông rất là ngon luôn. Sau khi mình đã múc cái món ăn đậu hũ trứng cà chiên này ra đĩa rồi, bây giờ mình chỉ cần mời mọi người để cùng mình và thưởng thức cái món này nó ngon như thế nào nha mọi người. Tuy đơn giản một món ăn cũng là đạm bạc thôi mọi người, nhưng mà nó rất là ngon và gần gũi với mọi người. Có thể mọi người không có thời gian để vào bếp nấu một cái món ăn cầu kỳ và ngon hơn, thì đây là những cái món ăn của mình trông rất là đơn giản, cũng cầu kỳ nhưng mà không có tốn nhiều thời gian mọi người à. Rồi bây giờ mình không để mọi người đợi lâu nữa, mình sẽ chuẩn bị một cái chén để mời mọi người cùng ăn với mình. Thì mình có chuẩn bị một cái chén nè, bây giờ mình gấp cái món ăn này ra chén để mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Rồi thì sau khi mình đã dựng cái máy xuống rồi, bây giờ mình sẽ cầm cái chén và đôi đũa lên gấp ngay cái món ăn để mời mọi người cùng ăn liền với mình cho nóng nha, cho ngon nha mọi người. Nhìn trông rất là đẹp mắt và hấp dẫn và ngon mọi người. Cái món ăn của mình rất là đơn giản luôn, vô cùng đơn giản và gần gũi với mọi người. Mình cho một cái miếng đậu hũ nè với cà, thì trứng thì nó đã thấm vào cái đậu hũ rồi mọi người, nó không có còn trứng nhiều để ra ngoài nữa mọi người. Rồi vậy là cái món ăn của mình đã cho vào chén rồi, mình thử một miếng nha, mình thử một miếng đậu hũ này mọi người. Nhìn cái miếng đậu hũ của mình trông rất là ngon ha, mình mời mọi người. Ngon lắm mọi người, đậu hũ mà chiên trứng ăn trông rất là béo béo thơm thơm, rất là ngon luôn. Như đậu hũ mình ăn không á, mình không có chiên trứng, mình chiên không á, mình ăn thì nó cũng không có béo bằng có cái trứng đâu mọi người. Mình cho thêm trứng mình chiên vào thì cái đậu hũ của mình nó béo, nó ngon hơn nha mọi người. Thì cái gia vị của mình á, vừa ăn và mình sẽ gấp một miếng cà, mình ăn kèm với một miếng đậu hũ thì mình cảm thấy là sẽ ngon hơn đó mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình nha. Gấp một miếng cà với đậu hũ và kèm theo cái trứng của cái trứng dính vào cái đậu hũ, mình ăn rất là ngon luôn. Nó có cắn một miếng đậu hũ thì nó béo béo thơm thơm một trứng nè, và cắn một miếng cà thì nó chua chua ngọt ngọt, nó hòa quyện vào cái miếng đậu hũ, mình ăn trông rất là ngon và không bị ngán. Cái món này ăn không cũng ngon lắm mọi người, mà ăn cơm cũng ngon nha. Nếu như ăn cơm thì mọi người muốn đậm đà hơn một chút nữa thì mọi người làm một cái chén xì dầu ớt ăn kèm với cái món này thì thôi rồi, khỏi nói luôn, rất là tuyệt vời luôn mọi người. Rồi thì cái món ăn của mình thì đến đây cũng đã xong rồi, mình cũng mời mọi người cùng thưởng thức với mình rồi nha. Nếu như mọi người thấy cái món này ngon thì mọi người thích thì mọi người hãy làm thử cái món này ăn nha. Nếu như mọi người đã làm rồi thì thôi, còn nếu như mọi người chưa làm thì mọi người hãy làm thử ăn món này nha. Mà đã làm rồi thì làm lại ăn cũng không sao, rất là ngon luôn mọi người. Rồi thì cái món ăn của mình đã cho ra đĩa và cũng mời mọi người cùng thưởng thức với mình cái món ăn này rồi. Thì mọi người thấy cái món ăn và cái video của mình, mọi người thích thì mọi người hãy ủng hộ cho cái video của mình. Mọi người cho mình một nút like, share và subscribe đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem cho mọi người. Mình luôn luôn chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ và xem video của mình. Mọi người ơi, mọi người cố gắng xem video của mình cho hết cái video và cái quảng cáo luôn nha mọi người. Mọi người không xem thì mọi người đã xem rồi thì mọi người xem cho hết cái video của mình và xem luôn cái quảng cáo cái video của mình luôn nha mọi người. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình xin tạm dừng ở đây. Cái món ăn của mình thì chia sẻ mang đến cho tất cả mọi người vô cùng là đơn giản, dễ làm, không có gì khó đâu mọi người. Chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu là làm ngay cái món ăn thật là phong phú và đẹp mắt và không tốn quá nhiều thời gian.
Rồi bây giờ mình xin tạm dừng cái video ở đây. Mình xin chào mọi người. Mình hẹn gặp lại mọi người một cái video sau và một món ăn ngon hơn nữa nha mọi người.